Xin chào các bạn, Motolai đã quay trở lại và hiện tại thì Motolai đang có mặt tại Vạn Hạnh Mall để tham dự buổi ra mắt web drama Ai là người thứ ba. Vào tối nay 8 giờ thì Nam Thư sẽ chính thức ra mắt dự án web drama Ai là người thứ ba trên kênh YouTube của chị. Chúng ta đang nhìn thấy toàn cảnh của sự kiện và diễn viên Nam Thư, Nam Em và Bom đang chụp hình với nhau. Mình sẽ nói qua một vài thông tin về dự án phim này nhé. Sau cái một cái web drama mà mang cái màu sắc phim cổ trang là Nam Phi Liên Hoàng Kế và mang màu sắc giang hồ là Thập Tứ Cô Nương thì Ai là người thứ ba lại là một cái dự án mang màu sắc rất là ngôn tình. Và mọi người đều đang rất là trông mong là không biết là diễn xuất của chị Nam Thư trong một phim ngôn tình thì sẽ như thế nào, và chúng ta sẽ cùng chờ đợi nhé. 8 giờ tối nay thì sẽ tất cả các bạn sẽ đều được coi. Bây giờ các bạn hãy comment cái tên mà các bạn muốn Motolife phỏng vấn đây nè. Chúng ta đang nhìn thấy toàn cảnh của sự kiện. Bây giờ thì chúng ta sẽ phỏng vấn Thái tử Bom một chút xíu nha. Anh ơi, anh có thể nói vài điều về cái vai diễn của anh trong phim này À, mình xích ra đây đi. Cái vai diễn lần này á, là khác hoàn toàn so với những cái vai diễn mà trước giờ Bom đóng. Đa số là trước giờ là Bom đóng hài, đóng bựa, nhưng mà lần này thì Bom đóng một cách rất là nghiêm túc, và cái nhân vật của Bom có nội tâm chứ không là kiểu hài hình thể như hồi xưa nữa. Bom rất là thích thú khi được nhận một cái vai mới như vậy để mình hóa thân vô. Ba điều thú vị hả? Thứ nhất, điều thú vị là kịch bản. Khi các bạn coi xong 4 tập, các bạn cũng sẽ không biết ai là người thứ ba. Và điều thứ hai á, là trong phim Bom ăn tát rất là nhiều. Ăn tát rất là nhiều. Còn điều thứ ba là nguyên phim có một mình Bom là con trai, còn nhiêu là dàn mỹ nữ hết. Riết cũng quen. Anh này gửi một cái lời gọi là kêu gọi các bạn khán giả sẽ ủng hộ À. Mong các bạn hãy ủng hộ cái sản phẩm mới của chị Nam Thư là Ai là người thứ ba trên kênh của chị Nam Thư nhé. Cảm ơn các bạn. BB Trần đã tới rồi các bạn ơi. Phút này 2 phút mấy.
nha. Ừ vậy đi để không khỏi, còn không rồi copy paste qua đi nè. BB chia sẻ cái cảm xúc của mình và lý do mình xuất hiện tại buổi ra mắt phim ngày hôm nay của năm thưa. Xin chào tất cả mọi người, đáng lẽ thì hôm nay BB cũng không có tới đâu, tại vì phim này không có BB, đâu có BB tham gia đâu nên cũng không muốn tới. Mà tại vì thấy chị Thư năn nỉ quá, chị Thư nói tới đi thì mình kiểu mà tới để có gì để còn hả đi bài BA, đi bài báo thì kia cho chị nữa, chứ không mất công là hả không được BA nữa, cho nên là bắt buộc phải tới đây, mọi người thấy không? Tới mà kêu khách mời là mặc đồ màu trắng mà cuối cùng chị Thư là mặc đồ màu vàng, chơi nổi, lần nào cũng vậy, lần trước cũng vậy, lần trước kêu mọi khách, nguyên vàng khách mời mặc đồ đen, chị mặc đồ đỏ, cho nên là cảm xúc hôm nay rất là khó chịu, rất là bực bội khi mà tới đây là lại bị lừa một lần nữa. Nếu như mà khi nói về chủ đề người thứ ba mà nếu mà cho BB Trần vào một cái vai nào đó mà BB Trần muốn BB Trần nghĩ BB Trần sẽ vào một vai gì? Nếu mà được, nếu mà chị Thư mà chỉ mời BB thì chắc chắn là BB sẽ vào cái vai mà nó, thì đương nhiên là phim của chị Thư rồi thì mình vào một cái vai nào đó nó vừa phải thôi, chẳng hạn như nữ chính. Thì BB thấy là BB hợp hơn chị Thư, mọi người thấy không, rõ ràng là nhìn BB cũng nữ tính hơn chị Thư nhiều. Nói về cái chuyện mà đóng về những cái vai mà chính kịch như thế này á, hoặc là những cái vai mà kiểu mà xã hội như thế này á, thì BB hoàn toàn tin tưởng như chị Thư 100%. Vai hài thì còn sợ nha, tại vì bản chất mọi người biết mà chị Thư chỉ, nói chung là diễn hài chị sẽ không có bằng những người khác, nhưng chắc chắn là nói về mà chính kịch á, hoặc là những cái đề tài mà về xã hội á, hay là những cái gì mà tình cảm mà liên quan tới cần phải tâm lý nhiều á, thì BB tin là chị Thư sẽ làm được và còn tốt nữa chứ. Cho nên là lần này rất là mong chờ một cái vai diễn, một cái màu sắc mới của chị Thư. Hy vọng là chị Thư sẽ bớt giữ lại chứ đừng có như thập tứ cô nương nữa. Vậy thì sau cái màn chơi dâu của BB Trần bị cư dân mạng chạy sóng thì mối quan hệ của hai chị em bây giờ như thế nào? Có lạnh lại chưa? Mọi người nhìn thấy BB mà đi họp báo chị Thư là mọi người cũng biết là giữa hai chị em tình cảm rất là tốt rồi. Nếu mà không tốt đâu có đi. Mà cũng phải nói là chị Thư cũng phải gửi cho BB một khoản tiền để BB tới đây chứ không phải là tự nhiên tới đây không. Và mọi người ơi, mọi người nhớ ủng hộ sản phẩm mới của chị Nam Thư nha. Đây là một cái sản phẩm thứ ba rồi. Nói chung là chị Thư rất là tích cực làm những cái phim mà dạng mà trên YouTube. Thì hy vọng là mọi người sẽ ủng hộ cho chị thật nhiều để chị có thêm động lực để làm những sản phẩm mới tiếp theo nữa. Và hy vọng là những sản phẩm mới tiếp theo sẽ có BB. Một câu hỏi vui một chút xíu nha BB ơi. Hôm nay BB tặng cho chị Thư một bó hoa rất lớn. Mình tiết lộ về cái giá thành sản phẩm ngày hôm nay được không? Mọi người, thật ra thì BB ít bao giờ mình đi mua hoa cho người khác lắm. Hoa đó là cũng do một bạn fan tặng cho BB, thì BB sẵn tiện đem tới đây luôn. Tặng hôm qua rồi nhưng mà rất may hôm nay vẫn còn tươi, cho nên là vẫn còn tặng được. Rồi cảm ơn, dạ cảm ơn mọi người. Sẽ có một cái kịch drama nhỏ là đánh ghen ở đây rồi. Có một cái thông tin rất là đặc biệt nữa, đó là nhạc phim của web drama này là do chị Lệ Quyên trình bày. Chị Lệ Quyên sẽ hát nhạc phim cho bộ phim này. Và một tí nữa thì chị sẽ xuất hiện. Chúng ta hãy cùng chờ đón sự xuất hiện của chị Lệ Quyên nha. Và người trong ekip đã tiết lộ với lại Motorline là tí nữa sẽ có một cái màn rất là đặc biệt ở đây cùng với lại chị Lệ Quyên. Chúng ta cùng chờ xem nhé. Kính hậu trường đúng track có màu trắng sao bị bệnh thôi sao chị biết vậy nè.
Các bạn ơi, chị Lệ Quyên đã tới rồi. Chị Lệ Quyên đang trong một cái bộ dress code màu trắng như cô dâu. Còn có cả anh Quyền Linh nữa các bạn ạ. Các bạn ơi, chị Lệ Quyên mặc váy trắng và đứng ở ngay cổng hoa nhìn cứ như cô dâu ấy. Thank you.
hiện trường vụ án. Ủa bây giờ làm sao? Mọi người ai hiểu không? Chị hiểu không? Chị có thể hiểu không? Em không có hiểu. Ủa bây giờ chị em đem một cái phong bì tới dự đám cưới, giờ xé ba đây sao? Giờ chị Lệ Nguyên, chị tát bên này cho nó cân nha. Hả? Hai người tát bên này, chị tát bên này là bẹo bên này đó chứ. Bây giờ vấn đề là sao? Anh em ở đây rất là hoang mang, hồn bình thường luôn, không hiểu gì luôn. Bây giờ chị Lệ Nguyên, ở đây là cô dâu hay là chị Tú Vi hay là chị Nam Thư? Không, em là dâu phụ thôi, em tới đưa phong bì mà cuối cùng bây giờ em bị cuốn vô cái mối tình, em chả hiểu gì luôn, chị hiểu không? À, nếu mà để hiểu được mối tình này thì chắc là phải để mọi người coi phim rồi. Dạ. À, là đầu tiên là em xin cảm ơn tất cả mọi người hôm nay đã có mặt ở đây để tham gia buổi ra mắt dự án Web Drama A Lần Thứ Ba. Rất cảm ơn các anh chị em nghệ sĩ, các anh chị em báo chí đã có mặt ở đây, và đặc biệt em xin cảm ơn một người chị thương yêu của em là chị Lệ Nguyên. Cảm ơn chị Lệ Nguyên với ca khúc Sanita Chưa Từng, một sáng tác của Mai Phim. Dạ, cảm ơn chị rất nhiều ạ. À, trong một cái bối cảnh rất là ngổn ngang, ngang trái, ngang ngược như thế này, không biết là cảm xúc của chủ tiệc và chị Nam Thư, cả anh Bom và chị Lệ Nguyên cùng với chị Tú Vi như thế nào ạ? À, lần đầu tiên chắc là phải xin lỗi Bom, chắc lắm hơi đau mà còn lần nắm dưới tay. Chị ơi, em làm cú hơi quá mà. Thì buổi hỏi gì chị quên rồi. Chị thấy thì sao? Dạ. Chị tát xong hả? Tát xong chị thấy đã. Thấy hả hê không? Thôi chị hả hê lắm. Vậy thì chắc chị không phải người thứ ba rồi. Ây da. Thế người thứ ba thì đâu đánh người ta kiểu vậy? Không, mình là có lỗi mà mình đánh kiểu vậy. Em nghĩ chắc chị Tú Vi quá, phải chị không? Vậy là người thứ ba phải không? Thật ra thì ai cũng có thể là người thứ ba, cũng không thể dựa trên cái việc mà đánh. Tại vì chị nghĩ rằng cái tiềm thức đó là nhiều khi là riêng tư của hai người này thôi. Chứ còn đồng nghiệp với nhau thì mình phải liên tay chứ. Chắc là Bơm làm gì đó cho Tư kiểu như là không ưa, xong rồi hôm nay là tôi thẳng tay vậy đó. Rồi, hay quá, quyết tâm không spoil một chi tiết nào của phim cho đến khi được xem luôn. Nhưng em nghĩ chị Lệ Nguyên tinh tế, chị sẽ biết. Không, chị Nguyên là người thứ tư. Hả? Mình mời người thứ tư, mời chị. Chào tất cả mọi người. Nói thật là cũng 10 năm rồi. Hơn chứ nhở? À chưa đến. Hơn 8 năm thôi. Thì thực sự là hôm nay mới chính thức, mặc dù không phải là cái ngày của mình, nhưng hôm nay chính thức được là cô dâu xinh đẹp lần đầu tiên trong cuộc đời. Thì 8 năm trước khi mình làm thật nên mình xấu lắm cả. Thực sự luôn. Và cảm ơn trước tiên là tôi thay mặt cho Nam Tư chắc bây giờ đang ngồi hộp lắm, quên bình tĩnh hơn chút, vì tôi chỉ là khách mời thôi. Quên cảm ơn tất cả đông đảo nhìn xuống dưới anh chị em nghệ sĩ và những bạn đồng nghiệp đến và ủng hộ cho Nam Tư rất là nhiều, cho bộ phim này rất nhiều nè. Rồi đặc biệt là khán giả đứng rất là đông đảo thế này cũng để muốn biết thông tin và ủng hộ cho cái ngày ra mắt bộ phim này. Và bản thân Quyên thì quá vui rồi, bởi vì thứ nhất là được xinh đẹp xuất hiện, và cái thứ hai là đáng lẽ ra đấy là trong kịch bản đã là tôi nói là chị là người tát phong đầu tiên chứ không phải là em. Nhưng mà thứ nhất là sợ tát còn đau hơn đấy, bởi vì không biết diễn tát á, mà tát là tát thật, nên là bảo thôi làm ơn đi, tội nghiệp bạn ấy lắm, bỏ qua phần tát đi chị hát. chắc là Thư dồn cái cảm xúc cả ở ngoài đời, hay không biết là cứ giận dỗi gì không mà để tát chứ gì. Và đặc biệt là trong phim, ngay cái tên phim là Ai Là Người Thứ Ba đã thấy có biến rồi. Thế chắc là bao nhiêu cái quát nước ta tát cho cái rằng mặn á. Và chắc không nhầm trong phim này là tát theo xéo mỏ luôn á. À, đúng không? Rồi, và để hát bài hát này của Mai Phim á, lúc nãy hát live nó thật là lại còn phải vừa đi vừa hát nữa. Một bài hát rất là đúng với lại câu chuyện, rất là đúng với tất cả mọi cảm xúc của bộ phim này. Và bởi vậy nên là bản thân Quyên hơi cảm thấy phải tập trung từng câu, bởi vì là bài hát này nó kinh khủng, mọi người nghe thấy không? Do Quyên đứng ở trên kia kìa, Quyên bị treo ở trên kia, nó biết cái gì mà nó biết cao quá luôn. Mà nếu mà hạ xuống nó không hay. Vào vòng thu đã hạ xuống một chút, một nửa cung thôi, nhưng mà hát không đã thì cố gắng mà leo lên cái nốt đó. Hy vọng là mọi người đầu tiên là ủng hộ bộ phim này của các bạn, vì các bạn làm tục quá. Thư đầu tư tiền bạc không nói rồi, Quyên rất là thương luôn, bởi vì là công sức rồi. Mọi người đều rất là cố gắng, và bản thân Quyên thì rất vui được hát trong bộ phim này với các khúc rất hay vừa rồi của Mai Phim. Và mong rằng là đây sẽ là một cái dự án mà cái gì cũng được yêu thích hết. À, rồi chúc mừng nha. Cảm ơn chị. Dạ, cảm ơn đàn chị đã giữ một lực rất là dễ thương, và tụi em cũng có một bó hoa rất là tươi thắm trong chương trình. Thì cảm ơn chị Nguyên đã nhấn chút thời gian tới hỗ trợ cho dự án Web Drama này. Dạ, và cũng nhờ chị Nam Thương, chủ nhà, mình đại diện tặng những bó hoa này cho chị Lệ Nguyên và cả chàng trai vàng của làng Phản Bội là anh Bom nữa. Rồi Tú Vi,
người phụ nữ cháu cháu hỏi trong phim này không biết chỉ là người bị hại hay là người hại người ta luôn. Thôi bây giờ lát nữa mình coi phim rồi mình biết. Bây giờ chúng ta sẽ cùng dành một tràng pháo tay thật lớn cho chị Lệ Nguyên và dàn cast chính của Web Summer. Ai là người thứ ba ạ? Cảm ơn các anh chị rất nhiều. Còn nữa. Rồi, có ý rồi, nghi lắm. Dạ. Cảm ơn chị Lê Nguyên, cảm ơn Tú Vi, cảm ơn Bon ạ. Dạ. Dạ, bây giờ trước khi mình cùng di chuyển lên trạng số 6 thì tụi em cũng xin dành ít phút ra sân khấu mình gửi thêm những bó hoa cho những nhân vật rất là quan trọng, mà nếu mà không có những nhân vật này á thì mình không thể nào mà có thể đủ sự hỗ trợ cả về tinh thần lẫn vật chất để làm nên một cái web drama đầy tâm huyết của Nam Thư sau một loạt các cái dự án mà chúng ta yêu thích như là Nam Phi Liên Hoàng Thế nè, xong rồi Thứ Cô Nương. Bây giờ chúng tôi xin được mời đại diện của các anh cà phê, xin mời nhà tài trợ, xin mời Seoul Spa, mời đại diện của chợ gạo Bar, anh Hà Hồng Phúc. Dạ, chúng tôi xin mời diễn viên Phương Linh, diễn viên Ngọc Phước, diễn viên Trâm Anh, diễn viên Nguyễn Quỳnh, diễn viên Quốc Đạt, diễn viên Hữu Đồng, nhạc sĩ Mai Phim, Diomi Đặng Trần Thái và đạo diễn Lúc Vân sẽ cùng lên sân khấu để Nam Thư có thể trực tiếp gửi lời cảm ơn đến mọi người ạ. Sau ngày hôm nay thì Web Drama Ai Là Người Thứ Ba sẽ tiếp tục sẽ trên kênh chính thức của Nam Thư. Hy vọng là mọi người sẽ cùng theo dõi và ủng hộ cho cô ấy nhé. Cảm ơn các diễn viên đã góp phần làm nên thành công của bộ phim dưới sự hỗ trợ của đạo diễn Lúc Vân ạ. Drama các kiểu.
Chị báo là đang xem. Có chị Lệ Quyên hát nhạc phim nữa. Có luôn. Trời ơi. Quá chuẩn luôn rồi. Hay. Yeah, trending luôn rồi đó. Bây giờ nãy giờ mình quảng cáo nhiều quá, mình phải một sở thị mình lên tận rạp số 6 mình xem là trong 4 tập có gì mà khủng khiếp dữ vậy. Nên xin mời tất cả các anh chị đại diện cơ quan báo chí truyền thông, các anh chị em nghệ sĩ, chúng ta sẽ cùng nhau di chuyển lên rạp số 6 cùng ekip của Nam Thư để mình có thể cùng xem phim Ai Là Người Thứ Ba. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Dạ, em mời anh chị em mình lên rạp số 6 coi phim nha. Mọi người đừng bỏ em cho mọi người, đừng lên coi phim em cho mọi người, đừng bỏ về kịp em mọi người ơi. Mọi người ơi, mình lên coi phim giùm em nha. Bây giờ cô dâu có đi thay đồ không? Lên coi phim mặc đồ cho nó gọn gàng dễ thương. Các bạn ơi, Motorline các bạn ơi, bây giờ là sẽ kết thúc cái buổi event ra mắt cái bộ phim Ai Là Người Thứ Ba, và Motorline xin được chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn nhé.